Kính chào quý vị và các bạn, nay thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cấm đại tướng bắt cóc Đảng chiêu dụ Thứ trưởng Thòa. Chiều ngày 7 tháng 12 năm 2020, tại cuộc họp báo sau Hội nghị Toàn quốc ngành công an, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho biết đã làm việc với gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa và yêu cầu gia đình động viên bà Thoa sớm ra trình diện hưởng khoan hồng của pháp luật. Truyền thông trong nước đưa tin, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã trả lời báo chí chung quanh việc truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đây là hình ảnh ông Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an, thông tin về việc Hồ Thị Kim Thoa hôm 7 tháng 12. Đại tá Dũng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nước, các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao, truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa theo quy định của pháp luật. Đại tá Dũng nói rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Trước đó, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày 2 tháng 12, Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Sô đã cho biết, ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Sau khi xem xét, thấy bà Thoa không có ở nơi cư trú và xác định bà Thoa đã xuất cảnh vào ngày 22 tháng 10 năm 2018 qua cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào ngày 4 tháng 9. Thiếu tướng Tô Ân Sô cũng cho biết thêm là Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế cũng đã truy nã đỏ đối với bà bị can Hồ Thị Kim Thoa. Ngay sau thời điểm Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết hôm 2 tháng 12 là Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã truy nã đỏ với bị can Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tổ chức độc lập có tên là Kiểm tin đã khẳng định rằng tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế truy nã đỏ đã không thể xác nhận và có khả năng là thông tin giả. Đây là hình ảnh chụp màn hình trang web của Tổ chức Interpol có 14 lệnh truy nã đỏ đối với tất cả nữ phạm nhân có quốc tịch Việt Nam nhưng không hề có tên bà Hồ Thị Kim Thoa. Tổ chức Kiểm tin đã truy cập trang của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế để tìm kiếm lệnh truy nã đỏ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, thì tại thời điểm tìm kiếm 7 giờ ngày 3 tháng 12 thì không có kết quả nào. Kiểm tin cũng tìm kiếm trong danh sách lệnh truy nã đỏ đối với tất cả nữ nghi phạm quốc tịch Việt Nam, thì kết quả 14 lệnh cùng thời điểm nói trên cũng không có tên bà Hồ Thị Kim Thoa. Cho đến hôm 7 tháng 12, khi Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhắc lại thông tin Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, thì chính một tờ báo chính thống của Việt Nam là Tuổi Trẻ cũng cho hay trên trang web của Interpol tính đến ngày 8 tháng 12 vẫn chưa có tên Hồ Thị Kim Thoa trong hơn 62.000 lệnh truy nã đỏ được ban hành và đang có hiệu lực. Trong số 62 người mang quốc tịch Việt Nam bị truy nã quốc tế cũng chưa có tên bà Thoa. Và kênh truyền thông quốc tế BBC cũng cho biết dường như vào thời điểm bị khởi tố bà Hồ Thị Kim Thoa đang đi du lịch Pháp, trong đó có ghé trung tâm thiền tập Làng Mai ở Pháp. Sau khi nghe tin khởi tố, bà Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch. Cụ thể, bà Hồ Thị Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô Pháp, kể từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố đến nay. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đưa tin, cũng trong ngày 2 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy rằng trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010-2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất 2, 4 và 6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố hình sự vụ án và có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ sinh hoạt đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài. Vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của Bộ Công Thương. Và căn cứ quy định số 102 TV
vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng và đảng viên vi phạm. Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Qua thông tin này, chúng ta lại thấy một trường hợp tương tự trước đó vào năm 2016-2017 khi ông Trịnh Xuân Thanh vọt đưa ra nước ngoài thì cũng đã tự ra khỏi đảng. Vào hồi trung tuần tháng 11, dư luận chuyển tai nhau thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam đã phủ nhận thông tin này. Đây là hình ảnh Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Sô. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 19 tháng 11, khi yêu cầu xác minh về việc báo chí phương Tây nói rằng bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp và có thể bị dẫn độ về Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khẳng định: "Không, tôi không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp." Trước đó 2 ngày, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, ông Tô Ân Sô cũng đã cho biết Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt và sẽ sớm được dẫn giải về Việt Nam, nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai. Facebook Bùi Văn Thuận nhận định vào hôm 17 tháng 11 rằng báo chí đưa tin kiểu này, Bộ Công an trả lời kiểu này thì 99% bà Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã bị hốt. Hãy nhớ lại vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh, Trương Duy Nhất, Trần Bắc Hà, Phan Văn Anh Vũ v.v. cũng cách đưa tin và cách trả lời kiểu này của Bộ Công an. Vấn đề bây giờ là bà Thoa bị bắt cóc hay bắt theo hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp đây? Bắt theo kiểu nào thì cũng chỉ nhằm mục đích các kế hoạch mảng miếng cắn nhau giữa các băng nhóm đồng đảng, đồng chí mà thôi. Nhiều ngón đòn, những chiêu trò đâm lén các bên vẫn chưa tung nhau ra hết đâu. Sắp tới các đồng chí chóp bu còn cắn xé, đấm đáo nhau dữ dội, ông nói. Và sau khi ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam vào hôm 2 tháng 12 thông báo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã truy nã đỏ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Facebook này cũng nhắc lại lịch sử. Cách đây hơn 3 năm, ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị Bộ Công an tung tin tại Interpol đang truy nã đỏ. Sau đó, ông Thanh đã bị bắt cóc về Việt Nam để xin lỗi Bắc Trọng. Nhiều người tin rằng bà Hồ Thị Kim Thoa sớm muộn cũng sẽ bị dẫn độ về nước theo hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp. Đây là hình ảnh. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2014, hai trưởng đoàn đàm phán đại diện Việt Nam và Pháp đã ký biên bản đàm phán và ký tắt dự thảo hiệp định chế dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã được ký kết vào ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội, nhưng đến đầu tháng 5 năm 2020 mới bắt đầu có hiệu lực. Và cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bà Hồ Thị Kim Thoa rất có thể sẽ là người đầu tiên bị đưa về nước theo hiệp định dẫn độ này. Tuy nhiên, lại có thông tin cho rằng bà Thoa chỉ cần thuê luật sư giỏi chống dẫn độ thì cứ an tâm hưởng tuổi già bên Pháp, đến khi cái đảng ở Ba Đình tự tan rã lại về thăm quê. Sở dĩ có thông tin này vì điều 3 của hiệp định dẫn độ Việt Nam và Pháp năm 2016 đã nêu ra các trường hợp bắt buộc từ chối dẫn độ, chẳng hạn như đối với các tội phạm được Pháp xác nhận là tội phạm chính trị hoặc hành vi liên quan đến tội phạm chính trị. 2. Hoặc Pháp có lý do xác đáng để cho rằng việc dẫn độ được yêu cầu nhằm mục đích truy tố hoặc trừng phạt một người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính kiến. 3. Hoặc trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ sẽ bị xử bởi một tòa án không đáp ứng các đảm bảo cơ bản về thủ tục. 4. Hoặc trong trường hợp hình phạt có thể bị áp dụng theo pháp luật của bên yêu cầu về những hành vi bị yêu cầu dẫn độ là tử hình, trừ trường hợp bên yêu cầu cung cấp đảm bảo chắc chắn rằng hình phạt tử hình sẽ không bị áp dụng, tuyên án hay thi hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020 với bản tin Cấm đại tướng bắt cóc, đảng chiêu dụ Thứ trưởng Thoa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của đại. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de, từ Berlin.